Theo đó, ngày 8 tháng 10, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thủ đô đưa Phạm Văn Thiện 1999 ở xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, thủ đô, ra xét xử phúc về tội giết người. Phiên tòa được mở theo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo. Bị hại trong vụ án là người con gái Võ Thị Thanh tờ 2001 ở quận Ba Đình, thủ đô. Tại bản giảng án sơ thẩm trong thời điểm tháng 6 năm 2019, Tòa án Nhân dân thành phố Thủ đô đã ra quyết định tuyên phạt Phạm Văn Thiện tù chung thân về tội danh trên. Mặc dù kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng khi phiên tòa phúc thẩm mở ra, bị cáo này đã bất thần xin rút kháng cáo do nhận thấy không tồn tại cửa để được đồng ý kháng cáo. Trước đó, nội dung bản giảng án sơ thẩm cho thấy, đầu năm mới 2018, Phạm Văn Thiện thuê trọ tại căn phòng trên tầng 5 ngôi nhà ở phường Phúc Tân, quận Hoàng Kiếm, thủ đô. Tháng 5 năm 2018, Thiện anh Võ Thị Thanh tờ nảy sinh quan hệ yêu đương nhau. Sau đó, tờ dọn đến sống cùng nhà trọ với Thiện. Khoảng 11 giờ ngày 11 tháng 6 năm 2018, do nghi ngờ tờ có quan hệ tình dục với người khác nên Thiện anh tình nhân xảy ra tranh cãi. Ngay tiếp đến, chị tờ bỏ xuống tầng 1 thì Thiện đuổi theo anh tiếp tục cãi nhau. Khi chị tờ lên tới tầng 3, Thiện bất thần cầm cây chổi đánh anh đau người bạn nữ. Về lại phòng trọ, nam người trẻ tuổi tiếp tục chửi bới, bắt chị tờ ngồi xuống rồi tiếp tục dùng dây sạc điện thoại thông minh đánh tình nhân. Khi cơn ghen tuông càng lúc càng trỗi dậy, Thiện còn dùng tay, chân đấm đá tiếp tục anh đô khung hình bạn nữ. Bị đánh, tờ thăng khóc anh ra sức gian xin nhưng Thiện vẫn không ngừng việc đánh đập, tra tấn. Không dừng tay, Thiện tiếp đến còn gọi điện cho chính mình của chị tờ đến xem đối tượng người sử dụng xử tình nhân. Nghe điện thoại thông minh xong, hai người bạn tờ nhanh chóng xuất hiện tại căn phòng trọ của đôi nam nữ. Đến nơi, hai người con gái thấy Thiện vẫn tiếp tục đấm đá túi bụi anh đau ngực, đùa chị tờ. Trên tay chân nặng nhưng đầy những vết bầm tím. Chứng kiến cảnh bạo lực, những người bạn của chị tờ ra sức can ngăn nhưng không kết quả. Can ngăn không được, hai người bạn của nạn nhân chạy xuống tầng 1 để tìm người giúp đỡ. Lúc trở lại phòng trọ Ando khoảng 13 giờ cùng ngày, chúng ta thấy Thiện cầm cánh cửa sổ đánh Ando mặt nạn nhân. Vừa đánh, Thiện vừa tố bạn nữ đã quan hệ tình dục với người khác ngay tận nhà trọ của mình. Đến khoảng 13 giờ 35, hai người con gái xuất hiện tại phòng trọ của đôi trai gái thấy chị tờ bị co giật nên hô hoán mỗi người đưa nạn nhân đi cấp cứu. Thế nhưng đối tượng người sử dụng có máu côn đồ lại tiếp tục ngăn cản việc đó. Chỉ đến khi Thiện bị một trong những người xung quanh dọa đánh thì đối tượng người sử dụng mới đồng ý để chúng ta của chị tờ đưa nạn nhân đến bệnh viện. Đánh đập, tra tấn bạn nữ hả hê, Thiện tiếp đến bỏ về quê. Ngày 15 tháng 6 năm 2018, chị tờ tử trận do suy hô hấp ăn chấn thương sọ não. Biết tình nhân tử trận, Thiện đến công an huyện Mỹ Đức đầu thú. Quá trình điều tra, mái ấm gia đình bị cáo đã bồi thường cho mái ấm gia đình bị hại 100 triệu đồng. Với nội dung vụ án nêu trên, anh xác định việc bị cáo tự nguyện rút đơn kháng cáo là đúng luật pháp nên hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án Nhân dân cấp cao tại thủ đô đã cai định đình chỉ xét xử vụ án. Điều này đồng nghĩa Phạm Văn Thiện phải chấp hành hình phạt tù không tồn tại thời hạn về tội giết người. Xem bài gốc tại đây.